quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 hội nghị liên tịch giữa các đơn vị quân đội Lào và Campuchia. Chỉ huy tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm chào xã giao quân khu 5. Các phóng sự. Quân khu 5 với công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Chiến sĩ mới với những bài học quân ngũ. Nước sinh hoạt về buôn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia đã diễn ra hội nghị liên tịch thường niên giữa quân khu 5 với Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ Chỉ huy quân sự 4 tỉnh Nam Lào, trưởng hạ sĩ quan số 2 Viêng Say, quân đội Nhân dân Lào và giữa quân khu 5, quân đội Nhân dân Việt Nam với quân khu 1, quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại hội nghị liên tịch giữa quân khu 5 với các đơn vị quân đội của Nhân dân Lào, hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện những nội dung trao đổi, hợp tác năm 2018 và thống nhất những nội dung năm 2019. Trong đó tập trung thực hiện tốt những nội dung theo cam kết, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ chiến sĩ, nhân dân và các thế hệ trẻ hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời xử lý, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, sẵn sàng hỗ trợ, chủ động phối hợp triển khai phòng chống và khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, thảm họa, làm tốt công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, tập trung làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, để quân khu 5 chủ trì đăng cai tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng ba nước biên giới với chủ đề Ngã ba Đông Dương, tỉnh sâu nghĩa nặng, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã tặng quà và gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào, trưởng hạ sĩ quan số 2 Viêng Say, Quân đội Nhân dân Lào những lời chúc tốt đẹp. Tại Campuchia, năm 2018, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai bên đã triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung đã thống nhất. Nổi bật là đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát, giữ vững ổn định địa bàn biên giới, tổ chức tìm kiếm, quy tập, hồi hương 72 hải cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, xây dựng khu lưu niệm mặt trận năm 79, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, tham quan học tập, khám chữa bệnh. Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia kinh phí củng cố, xây dựng doanh trại, mua sắm các trang thiết bị sinh hoạt. Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất ký kết các nội dung hợp tác năm 2019. Dịp này, Trung tướng Trần Quang Phương và Đại tướng Hút Siêng đã đến viếng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại tượng đài Anh hùng liệt sĩ Campuchia Việt Nam, thăm khu lưu niệm mặt trận năm 79 và đội công tác 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại Stung Treng và cắt băng khánh thành hội trường Sở Chỉ huy Quân khu 1, công trình hữu nghị do Quân khu 5 xây tặng. Đồng thời, Chính ủy Quân khu 5 đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ Quân khu 1 và Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân Tết cổ truyền Chon Tham Thơ Mây 2019 của nhân dân Campuchia. Trong chuyến thăm thành phố Đà Nẵng, đoàn chỉ huy tàu Phisit thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ do Đại tá Asit, chỉ huy trưởng tàu làm trưởng đoàn, vừa đến thăm chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Chủ trì buổi tiếp đoàn, Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu 5 bày tỏ, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác,
sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước nói chung, lực lượng cảnh sát biển Ấn Độ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn quân khu 5 nói riêng, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Qua chuyến thăm này, hy vọng các vị khách sẽ hiểu hơn, có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện quyết định 772 của Thủ tướng Chính phủ, tại Đà Nẵng, 4 cơ quan quân khu 5 đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả của cuộc tổng điều tra lần này nhằm cung cấp thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 phục vụ công tác giám sát, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Để công tác điều tra được thực hiện đúng quy trình, khoa học, quân khu đã tổ chức giao nhiệm vụ, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho gần 240 điều tra viên, giám sát viên của 40 ban chỉ đạo cấp cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát và tiếp tục lây lan ở nhiều địa phương trên cả nước, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 tăng cường công tác phòng bệnh cho gia súc tại các khu chăn nuôi tập trung nhằm tạo bảo đảm cung cấp nguồn thực phẩm tốt nhất cho bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Phóng sự được thực hiện tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 quân khu 5. Đây là khu sơ chế thực phẩm Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 quân khu 5. Lợn sau khi nhập vào trạm chế biến, tổ kiểm dịch đơn vị kiểm tra chặt chẽ và tiến hành giết mổ. Toàn bộ quy trình này được diễn ra theo trình tự khép kín, khoa học, đảm bảo không để lọt thực phẩm gây bệnh. Nhập thịt vào là sau khi đưa về đơn vị là tổ kinh tế là kiểm tra rất là chặt chẽ. Nếu chất lượng thịt mà không đảm bảo, có dấu hiệu là nhiễm bệnh thì tổ kinh tế và quân y tiểu đoàn cùng các đồng chí được giao nhiệm vụ là kiểm tra thực phẩm là có trách nhiệm là tiêu hủy và báo lên chỉ huy cấp trên. Từ hơn một tháng nay, công tác phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Sư đoàn 315 được tăng cường chặt chẽ. Tại các khu vực chuồng nuôi tập trung với hơn 600 con lợn các loại, đơn vị đã triển khai tiêm phòng vaccine, vệ sinh khu vực chuồng trại và các biện pháp khác bảo đảm chống dịch bệnh cho gia súc. Đối với lại các cái lực lượng trực tiếp chăn nuôi, chế biến của các trộm trẻ chế biến của các tiểu đoàn và lực lượng quân y tham gia vào trong cái dây chuyền bảo đảm cái đời sống bộ đội thì đã quán triệt toàn bộ đến nay là hầu hết các bộ chiến sĩ đã nắm được các biểu hiện của dịch bệnh tả lợn và các biện pháp phòng ngừa. Cùng với biện pháp phòng ngừa trực tiếp, đơn vị triển khai phòng dịch bệnh từ xa, nắm thông tin tình hình dịch bệnh, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, ứng phó kịp thời khi có dấu hiệu dịch bệnh. Chính vì vậy, tại các trạm giết mổ tập trung của đơn vị, hàng ngày đều cung cấp từ 300 đến 400 kg thịt lợn, bảo đảm lượng thực phẩm tươi ngon theo định lượng, phục vụ tốt bữa ăn cho bộ đội. Thưa các đồng chí và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại bếp ăn của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315. Sau một buổi sáng huấn luyện học tập đầy vất vả, thì có thể quan sát thấy là bộ đội đang ăn rất là ngon miệng. Vâng, xin chào đồng chí. Đồng chí có thể cho biết cảm nhận của mình khi xuống nhà ăn nhà bếp thế nào không ạ? Dạ, cảm nhận của em về nhà ăn ở đơn vị là thứ nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm là tụi em rất là an tâm. Đặc biệt là các món thịt kho, cá và các món rau ở đơn vị rất là ngon. Và mỗi bữa ăn ở đây tụi em đều ăn từ 3 đến 4 chén và từ lúc vào đơn vị đến giờ thì em đã tăng lên được 3 kg. Tôi rất yên tâm về cái thực phẩm của đại đội, của sư đoàn tự cung tự cấp. Cho nên mà về cái dịch tả bên ngoài nó ít xâm nhập, thí dụ như dịch tả lợn châu Phi, nên tôi rất yên tâm và con tôi thì hỏi thăm tình hình sức khỏe tinh thần nó thì ổn định và nó cũng rất vui vẻ để hoàn thành nhiệm vụ tốt của đơn vị. Có thể nói, nhờ chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng bệnh, nên đến nay đàn lợn tại khu chăn nuôi của các đơn vị Sư đoàn 315 quân khu 5 vẫn phát triển tốt, qua đó bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, góp phần nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc bộ đội, bảo đảm quân số khỏe, tham gia học tập huấn luyện đạt kết quả.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống quân ngũ có nhiều đặc thù về chế độ sinh hoạt, học tập, rèn luyện. Vì vậy, Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, sinh hoạt, cơ sở vật chất nhằm giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống tại đơn vị, an tâm rèn luyện. Một buổi huấn luyện điều lệnh tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5. Từng động tác được cán bộ đại đội hướng dẫn sâu sát tỉ mỉ. Nhờ đó, các chiến sĩ mới đã tiếp thu nhanh chóng và thực hiện đúng theo từng động tác. Trước khi nhập ngũ thì tôi có sự lo lắng, không biết trong môi trường quân ngũ thì nó sẽ như thế nào. Nhưng sau khi nhập ngũ, được sự quan tâm của các cấp chỉ huy, chỉ trong một thời gian ngắn tôi cảm thấy như đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Khi mới nhập ngũ tôi còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với môi trường sống. Nó hoàn toàn khác biệt với ở nhà. Khi được vào đơn vị, các cán bộ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giúp cho tôi làm quen với môi trường quân đội. Năm nay, Lữ đoàn Công binh 270 tiếp nhận hơn 200 chiến sĩ mới từ các tỉnh thành trên địa bàn quân khu. Để bảo đảm quản lý huấn luyện tốt tân binh, đơn vị đã chú trọng tu sửa cảnh quan môi trường, làm mới vật chất huấn luyện, mô hình học cụ, đáp ứng các nhu cầu ăn ở, huấn luyện của chiến sĩ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm cung cấp nguồn thực phẩm, nhất là rau xanh, góp phần đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Đối với công tác tăng gia sản xuất và chăn nuôi tại đơn vị thì luôn là mối quan tâm hàng đầu. Hiện nay, mỗi trung đội có một diện tích vườn rau cụ thể và tổ chức chăm sóc để bảo đảm rau xanh cho bộ đội. Sau khi tiếp nhận, đón nhận chiến sĩ mới, cơ quan chính trị đã cử cán bộ và cùng cán bộ không huấn luyện, gặp gỡ chiến sĩ mới, nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chiến sĩ để cho chiến sĩ an tâm tư tưởng, tin tưởng vào cán bộ và đơn vị để hoàn thành cái nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống quân ngũ, những chiến sĩ mới đang dần trưởng thành, tự khẳng định mình. Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát cùng với sự quan tâm tận tụy của cán bộ chỉ huy các cấp, các chiến sĩ mới sẽ yên tâm học tập, rèn luyện, cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nắng nóng khô hạn đang khiến người dân ở một số địa phương lo lắng về nguồn nước sinh hoạt. Thì ở Buôn Bờ Lốc, xã Nam Ca, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, dòng nước mát từ đầu nguồn vẫn chảy về với bà con. Thành quả ấy là tình cảm, công sức, mồ hôi của cán bộ chiến sĩ Cụm Dân Vận số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Buôn Bờ Lốc nằm lọt thỏm giữa mênh mông đại ngàn. Buôn có 18 hộ dân với khoảng 76 nhân khẩu, sống rải rác, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt. Trong quá trình làm dân vận thì đã khảo sát địa bàn và qua cái thực tế đến địa bàn xã Nam Ca đấy thì cơ bản là các cái buôn làng là đã được có cái hệ thống nước sạch. Tuy nhiên thì còn hai buôn cuối cùng xa nhất của xã thì do cái địa hình hiểm trở nên là cái hệ thống nước sạch không về được. Cộng với đó là cái nguồn nước bà con sử dụng ở đây là rất là nhiễm phèn, cho nên là rất là khó khăn trong quá trình đời sống sinh hoạt của bà con. Cảm thông và sẻ chia với bà con, Cụm Dân Vận số 2 gồm Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Lắc, Cư Cun, Krông Anna, thị xã Buôn Hồ và Trung đoàn Bộ binh 584 đã đóng góp từ quỹ Hũ Gạo Vì Người Nghèo, đầu tư hơn 60 triệu đồng lắp ráp đường ống dẫn nước tự chảy từ đầu nguồn khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca về đến từng hộ dân trong Buôn Bờ Lốc. Do đồi núi dốc đứng nên việc thi công của các lực lượng gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, các lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Có nước sinh hoạt, bà con trong buôn ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Phải lấy đồi lấy nước, mùa khô thì lại không có nước. Cái đầm này có mạch nước tự chảy nhưng mà không đủ để dùng, nên để tắm giặt là phải lên đồi lấy nước, vất vả lắm. Bây giờ có bộ đội làm đường ống dẫn nước về tận nhà, bà con vui lắm, cảm ơn bộ đội nhiều. Nguồn nước không những giúp cho gia đình ông Amadam thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày, mà ông còn tận dụng để tưới cho hơn một sào cà phê xung quanh nhà. Nhiều gia đình cũng trồng thêm được luống rau, cây cà, cải thiện đáng kể cuộc sống gia đình.
Thì vào cái cao điểm mùa khô thì nước sinh hoạt của bà con ở đây cũng không bảo đảm. Chúng tôi cũng đã thấy được cái sự cần thiết đó, thì chúng tôi cũng đã bàn bạc trong đảng ủy ban chỉ huy và tiến hành là kéo một cái hệ thống đường ống từ cái giếng khoan của đơn vị ra tận ngoài phía mép đường của thị trấn để cho bà con có nhu cầu khi mà thiếu nước thì góp phần giúp đỡ bà con trong cái lúc mà cao điểm của mùa khô. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói chung, cán bộ chiến sĩ cụm dân vận số 2 nói riêng được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.